Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 10 phút cập nhật, bản tin chuyên biệt về công nghệ thông tin và truyền thông do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Mobifone thực hiện. Bản tin ngày hôm nay ngày 8 tháng 5 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia với nhập khẩu đồ chơi trẻ em từ ngày 15 tháng 6. Tình yêu trong ngày của mẹ Mother's Day. Từ ngày 15 tháng 6 tới đây, việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu, cơ quan xử lý tiếp nhận yêu cầu thẩm định đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu dưới hình thức chứng từ điện tử sẽ do cơ quan hải quan gửi tới thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ http://vnsw.gov.vn. Đây là nội dung đáng chú ý trong thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, vừa được Liên Bộ Tài chính và Văn hóa Thể thao Du lịch ban hành. Về thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu, thông tư quy định, người khai xuất trình hàng mẫu, tài liệu kèm theo địa điểm, thời gian tại yêu cầu xuất trình hàng mẫu được gửi tới người khai thông qua cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ www.vnsw.gov.vn. Cơ quan xử lý thực hiện thẩm định không quá 7 ngày làm việc kể từ khi người khai xuất trình đủ hàng mẫu và tài liệu theo quy định. Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận thông tin điện tử theo thời gian 24 giờ trong một ngày và 7 ngày trong một tuần. Thực hiện việc tiếp nhận và phản hồi thông tin theo chế độ tự động tới người khai, cơ quan xử lý và cơ quan hải quan. Giải thưởng Chim Xanh Bluebird Award 2016, cuộc thi dành cho lĩnh vực ứng dụng trên thiết bị di động đã chính thức khởi động. Đây là lần đầu tiên một cuộc thi lập trình trò chơi và ứng dụng trực tuyến tại Việt Nam có sự tham gia tư vấn của các chuyên gia tới từ Google và các công ty lớn tại Việt Nam. Qua vòng sơ loại, 40 sản phẩm dự thi được hội đồng lựa chọn dựa trên các tiêu chí về tính ứng dụng và kỹ thuật sẽ tiếp tục tranh tài và tìm ra top 10 sản phẩm lọt vào vòng chung kết. Đặc biệt, hai đội giành giải cao nhất của cuộc thi sẽ được tham quan trụ sở chính của Google tại thung lũng Silicon, Mỹ. Bên cạnh giải thưởng 50 triệu đồng tiền mặt đến từ ban tổ chức. Tiếp theo chương trình là một số tin vắn đáng chú ý khác. Thời gian gần đây, nhiều người dùng iPhone 6S, 6S Plus tại Việt Nam gặp phải hiện tượng máy bị sùi rỉ, dạng chấm nhỏ lê ti hoặc đường rỉ lan ra kiểu dạng chân chim, bong chóc lớp sơn gây mất thẩm mỹ và mất giá khi mua bán. Trước thông tin này, đại diện Thế giới Di động cho biết phía Apple đã phản hồi là do gia công trên vật liệu mới nhôm 7000 chưa được tối ưu nên dẫn đến tình trạng lỗi này. Đồng thời, hệ thống bán lẻ này cũng khẳng định sẽ áp dụng bảo hành đổi thân máy khác cho các máy bị lỗi sơn do Thế giới Di động bán ra. Phiên bản màu mới của Galaxy S7s vừa được Samsung bán ra tại Hàn Quốc đã có mặt ở thị trường Việt Nam. So với bản chính hãng đang bán ra ở Việt Nam, Galaxy S7s Pro Gold có cấu hình không khác, máy vẫn dùng chip Exynos thay vì Snapdragon 820, RAM 4GB và bộ nhớ trong 32GB. Đặc biệt, dù chỉ là bản sách tay nhưng máy hỗ trợ tiếng Việt và không khóa mạng, tuy nhiên vẫn dính nhiều phần mềm của nhà mạng đã được cài sẵn. Giá của Galaxy S7s Hồng tại Việt Nam là 18,5 triệu đồng. Fuji Xerox Việt Nam vừa ra mắt dòng hệ thống in Acuity bao gồm Acuity LED 16.002 chuyên về in cuộn và Acuity EI chuyên in trên vật liệu đặc biệt lẫn vật liệu phổ rộng. Sử dụng công nghệ in full UV tiên tiến, Acuity LED 16.002 có khả năng in đến 33m² mỗi giờ với chiều rộng cuộn lên đến 1610mm. Trong khi Acuity EI được trang bị tốc độ lên đến 35m² mỗi giờ và khả năng in trên nhiều vật liệu đặc biệt. Với chiều rộng cuộn lên đến 2200mm, Acuity EI còn có thể in trên vật liệu dày đến 48mm. Tính năng này giúp mở rộng năng lực in hiện tại lên nhiều vật liệu, không chỉ là giấy mà có thể là gỗ, kính. Ngay từ sáng sớm ngày hôm nay ngày 8 tháng 5, khi đăng nhập mạng xã hội Facebook, tất cả các Facebooker đều nhận được lời nhắc nhở hãy gửi lời chúc mừng và lời cảm ơn đến mẹ vì hôm nay là ngày của mẹ Mother's Day. Có lẽ không chỉ đến khi được nhắc nhở thì các Facebooker Việt mới yêu thương và biết ơn những người mẹ vì những gì mẹ đã và làm cho gia đình và những đứa con. Tuy nhiên ngày hôm nay vẫn là một ngày đặc biệt bởi trên mạng xã hội này tràn ngập những thông tin cập nhật, chia sẻ về tình yêu và sự kính trọng dành cho những người mẹ.
một tấm thiệp điện tử thật đẹp. Những lời chúc ngọt ngào yêu thương. Hay bức ảnh ấm áp tình mẹ con. Đó là những dòng cập nhật trạng thái được Facebooker Việt chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội ngày hôm nay với một thông điệp con yêu mẹ. Em thường hay gửi tin nhắn qua Zalo hoặc là qua SMS chúc mừng ngày của mẹ. Tại vì có nhiều khi em cảm thấy ngại khi mà nói trực tiếp thì mình sẽ không dám nói trực tiếp là con yêu mẹ hay như nào đấy. Thì em hay gửi qua tin nhắn thì nó dễ hơn, gửi hình ảnh các cái hình hoa hay là cái gì đó thiệp ấy. Bởi vì mẹ kiểu rất là quan trọng trong cuộc đời và nhiều khi mình hay có những chuyện tâm sự ấy, thì em cũng hay kể với mẹ là cảm thấy ngày này rất ý nghĩa. Ngày nay, không chỉ giới trẻ mà nhiều vị phụ huynh cũng sử dụng mạng xã hội như một kênh giao tiếp và kết nối với con cái. Chính vì vậy, việc ứng dụng Facebook Messenger bổ sung thêm biểu tượng bông hoa năm cánh, trang trí thêm cho các tin nhắn gửi đến mẹ trong ngày của mẹ càng có ý nghĩa đặc biệt hơn. Tuy nhiên, không phải bạn trẻ nào cũng chọn cách gửi tình yêu đến mẹ bằng công nghệ. Theo mình thì nếu được, hãy nói một câu gì đấy, hãy thể hiện tình cảm một cách trực tiếp. Thì như vậy thì mẹ của mình sẽ cảm thấy rất là vui và cái ngày hôm đấy sẽ rất ý nghĩa với mẹ. Ngày của mẹ được bà Anna Marie Jarvis, một phụ nữ người Mỹ khởi xướng cách đây hơn 100 năm để tôn vinh những người mẹ hiền. Ngày của mẹ được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm và đã lan tỏa đến nhiều quốc gia trên thế giới với một thông điệp về tình yêu và sự biết ơn với mẹ của mình. Cái ngày này mà cả gia đình cùng đi chơi thì nó sẽ gắn kết gia đình, nó sẽ làm cho các thành viên trong gia đình đoàn kết với nhau hơn, gắn bó với nhau hơn và gia đình đầm ấm hạnh phúc hơn. Mẹ tôi thì không những ở nhà mà còn với cả vợ tôi nữa. Và nhà tôi còn hai cô con gái xinh đẹp nữa. Thì cũng xin chúc các bà, các mẹ một ngày thật là vui vẻ và lúc nào cũng là nguồn động viên cho tất cả phái mạnh như chúng tôi. Dù là thể hiện tình cảm với mẹ bằng một lời chúc trực tiếp, một vòng tay ôm ấm áp hay một tin nhắn ngọt ngào qua mạng xã hội, thì điều ý nghĩa nhất chính là tấm lòng, sự biết ơn chân thành của mỗi người con đối với người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 10 phút cập nhật ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.